cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện còn đang mạnh, chưa thể chuyển hóa ngay được nội bộ. Vì vậy, để làm cho Đảng ta suy yếu, biện pháp hữu hiệu nhất là dùng vấn đề tôn giáo và dân tộc để phá hoại an ninh, từng bước vô hiệu hóa chính quyền cơ sở, từ đó làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam suy yếu. Với âm mưu này, các thế lực thù địch phản động đã triệt để lợi dụng các phần tử có tư tưởng dân tộc cực đoan, hẹp hòi, những kẻ đội lốt tôn giáo mà lòng dạ hiểm độc để thực hiện việc tuyên truyền xuyên tạc, kích động một bộ phận người dân vì nhẹ dạ cả tin đi theo chúng để chống đối lại chính quyền cơ sở, tạo dựng ngọn cờ, tạo dựng lực lượng và tạo cớ cho nước ngoài can thiệp. Nguy hiểm hơn là chúng đã triệt để lợi dụng các vấn đề về an sinh xã hội như đất đai, môi trường, sự yếu kém trong quản lý điều hành của một số chính quyền địa phương để thực hiện việc chống đối và tập hợp lực lượng, rồi ra lời kêu gọi, viết tâm thư tố cáo và phát tán lên trên các trang mạng xã hội, làm cho thật giả trắng đen lẫn lộn, gieo rắc sự hoài nghi, đố kỵ trong một bộ phận nhân dân. Phần tử xấu kích động ấy, đồng bào của chúng ta, làm cho đồng bào ấy là có cái gì đấy phân tâm, chưa thật tin tưởng vào chính quyền, thậm chí là chống đối chính quyền, rồi là gây nên những cái vấn đề này, vấn đề khác. Tất cả nằm trong cái mưu đồ của các cái thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của chúng ta. Thưa đại tá Phạm Văn Sơn, tại sao những chiêu trò mà như clip chúng ta vừa theo dõi lại vẫn lừa bịp được một bộ phận người dân tin theo ạ? Các thế lực phản động đã đánh vào đúng cái tâm lý, đúng không ạ? Và cái nhu cầu bức xúc hiện nay của người dân. Thì cái vấn đề đó là nó cũng làm cho những cái người dân mà có những cái vấn đề bức xúc chưa hiểu rõ cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng thì nó là sẽ tin theo nó. Tinh vi ở cái chỗ là các cái thế lực thù địch này giả vờ như là khách quan đứng về phía người dân để đấu tranh và bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân. Thì từ đó thì nó lôi kéo người dân tin theo chúng. Trong cái quá trình tổ chức thực hiện các cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước ở các cái địa phương thì bên cạnh những cái kết quả thành tựu đạt được thì vẫn còn hạn chế thiếu sót của một số cái nơi, một số cái cấp chính quyền địa phương, đúng không ạ, trong cái tổ chức thực hiện. Tuy nhiên là cái mức độ nó không đến mức như là các thế lực thù địch tuyên truyền thổi phồng lên để làm người dân hiểu như một cái rất là khác. Và cái điểm nữa là chính là do cái trình độ dân trí có những cái hạn chế, vẫn còn có một cái bộ phận người dân tin theo, mặc dù những cái thủ đoạn của nó thì chúng ta thấy là đúng là nó rất là lừa bịp. Có những chiêu trò lừa bịp như thế thì cái sự nguy hiểm của nó là như thế nào? Những cái chiêu trò lừa bịp của các thế lực thù địch trong cái việc lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo đấy để chống phá chúng ta là có thể nói là rất nguy hiểm. Nên vì sao như vậy? Thì chúng ta thấy rằng là vấn đề dân tộc tôn giáo là cái vấn đề có vị trí chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đấy, và nó chính là cái cơ sở để mà là xây dựng củng cố cái khối đại đoàn kết, tạo nên cái sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong cái lịch sử cũng như là hiện nay. Cái việc mà các thế lực thù địch này lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc như vậy thì nó làm cho cái lòng tin, niềm tin, đúng không, của người dân và nhất là đồng bào các dân tộc và tín đồ tôn giáo đấy là giảm đi cái niềm tin vào cái vai trò sự lãnh đạo của Đảng cũng như là sự quản lý của nhà nước. Đây là cái mà sẽ đe dọa trực tiếp sự tồn vong của Đảng cũng như là của chế độ. Vậy thì để làm thất bại những mưu đồ đen tối đó thì vấn đề dân tộc, tôn giáo cần phải được hiểu như thế nào cho đúng ạ, thưa đồng chí? Đầu tiên ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta vẫn phải tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục, để nhất là cho đồng bào dân tộc và những cái tín đồ theo đạo đấy hiểu đúng cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về cái dân tộc tôn giáo, làm cái cơ sở để cho người dân là tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc. Thứ hai đấy là chúng ta phải quan tâm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về cái dân tộc tôn giáo, và đặc biệt trong cái điều kiện hiện nay đấy thì chúng ta cần phải quan tâm chăm lo đến cái phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt ở những cái vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mà nâng cao cái đời sống vật chất, tinh thần. Trên cơ sở đó thì không tin theo những cái luận điệu và tuyên truyền xuyên tạc bịa đặt của các thế lực thù địch phản động. Thứ ba đấy, trong cái bối cảnh hiện nay đấy thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải phát huy vai trò của tất cả các cái lực lượng
đẩy mạnh cái việc đấu tranh, phát hiện và xử lý kịp thời những cái vấn đề nó nảy sinh trong cái đồng bào và các dân tộc cũng như tín đồ tôn giáo mà các thế lực thù địch phản động nó lợi dụng. Xin cảm ơn đồng chí. Và thưa quý vị và các đồng chí, vấn đề dân tộc tôn giáo luôn là vấn đề thiêng liêng trong tâm thức của mỗi con người. Vì vậy, việc lợi dụng những điều thiêng liêng đó phục vụ cho những mục đích đen tối xấu xa mà các thế lực thù địch phản động đội lốt tôn giáo với tư tưởng dân tộc cực đoan đang thực hiện là điều không thể chấp nhận đối với một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật. Chương trình xin khép lại tại đây.